anh chị và các bạn buổi trưa. Em chúc cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay em có mặt tại bờ kè sông Chợ Gạo, em nguyên động với cô chú anh chị cùng xem với em nha. Đây là một chiếc xà lan thùng hầm rất là lạ luôn, lâu lâu mới có một chiếc như vậy. Và buổi trưa hôm nay nước lớn trên dòng sông của em thật là mát mẻ luôn. Đây là miền quê miền Tây của em, rất là nhiều ghe nhỏ gì đi, những con rạch nhỏ rất là phương tiện, rất là tiện lại cho người đi ghe thu mua những đồ trong rạch nhỏ của chú anh chị và các bạn. Đây có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container đang chạy về cầu Rạch Miễu của chú anh chị và các bạn. Hôm nay vào buổi trưa bầu trời thật là trong xanh luôn. Có một chiếc xà lan đang chạy cầu dây đang chạy về Bến Tre cô chú anh chị và các bạn. Xà lan này chạy lẹ xoáy nước luôn. Có một chiếc xà lan chở đá mi đang chạy ngang cầu dây Chợ Gạo luôn.
Đây có một cái ghe chạy xấy nước luôn. Anh chị cũng dầm kỳ hôn của chú dành chị và các bạn. Có một chiếc xà lan chở thùng hàng container rất là cao luôn, đang chạy ngang cầu dây chợ gạo Tiền Giang miền Tây quê em. Và ở miền Nam và Việt Nam của chú dành chị và các bạn. Xà lan rất là lớn luôn. Xà lan chở thùng hàng container rất là dài luôn và chất cao luôn. Xà lan ở Đồng Tháp chạy về sông Chợ Gạo. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây.